Càng nhai là càng thấy nhạt. Thì em cứ thử nhai anh đi xem có thấy nhạt không mà kêu nhạt. Nhưng mà với em thì anh giống như kiểu con mực, càng nhai càng thấy ngọt. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nhảy dù ở cái khu vực đó là thung lũng luôn nha anh em. Ui, vãi trưởng này. Có một thanh niên Clyde anh em ơi. Solo tay đôi các bạn ơi. Đậu xanh này, solo không lên bảng luôn rồi nhá. Như vậy là Kẹo đã có được một kill luôn anh em ơi. Easy game luôn. Ngại gì nói nhỉ. Hiện tại thì mình đã trang bị được một cây súng shotgun M1014 rồi nha. Nào, chúng ta sẽ cùng qua đây cơ nào anh em ơi. Chưa thấy ai cả này. Ok ok. À, có một cái túi máu anh em ơi. Ngon luôn này. Vậy là Kẹo đã có được 3 túi máu luôn. Ok luôn, 2 quả bóng keo luôn. Bây giờ là xem lượn lờ kiếm đồ ngon ngon xíu anh em ơi. Giáp thì ổn rồi, nhưng mà mũ của mình hiện tại mới chỉ là mũ level 2 mà thôi. Và đây có thêm cả giảm thanh này anh em ơi, ngon chưa kìa. Ok, trang bị vào M4A1 thì đúng là quá tuyệt luôn. Let's go. Còn ai nữa không nhỉ? Lên trên cái quay nào. Hello hello, có ai không vậy? Chưa thấy ai cả anh em ơi. À kia rồi, đậu xanh này. Chạy đâu hả em ơi, chạy đâu hả này. Lên bảng chưa em ơi. Ok. À từ từ mình sẽ quần máu cái đã anh em. Quần máu luôn cho full cây luôn anh em nhở. Thế thì chơi game anh em mới tự tin chơi được. Let's go nào. Hộp vãi. Thì ra là em gái mưa gọi à. Ok luôn anh em. Nghe điện thoại cái anh em nhờ, anh em chờ Kẹo tí nhá. À để tôi nghe máy phát lát game với anh em. Anh ơi. Ơi nghe này, gọi cho anh có gì đây? Em thèm ăn đồ ngọt. Đồ ngọt thì đơn giản, lát anh đưa đi ăn bánh chứ có gì đâu. Em muốn ăn thứ gì ngọt thật ngọt, nhưng mà không béo, đố anh biết là thứ gì. Hôm nay lại còn đố anh nữa cơ. Cái gì ngọt mà không béo thì chắc là anh rồi đúng không? Anh Kẹo nè. Em lại kể anh nghe một câu chuyện. Người ta bảo là đàn ông ấy giống như kiểu cọ cao su, càng nhai là càng thấy nhạt. Thì em cứ thử nhai anh đi xem có thấy nhạt không mà kêu nhạt. Nhưng mà với em thì anh giống như kiểu con mực, càng nhai càng thấy ngọt. Càng nhai càng thấy ngọt. Càng nhai càng thấy ngọt. Kẹo đã quay trở lại với anh em rồi đây. Đậu xanh này thằng nào ở trên vậy? Đậu xanh này làm sao hả? Úi dồi. Uầy, mình đang xem cố gắng căn sọ nó nhưng mà nó chưa với đầu anh em. Thế nên là dựng bóng keo là hợp lý rồi. Ok ok. Quần máu phát. Thề luôn kiểu pha đấy sợ dã man. Uầy, hôm nay chả hiểu sao em gái mưa nó gọi điện cho mình nó thả thính luôn cơ anh em ơi. Trang xí gái với chả trang xinh gái đang dở trận game. Nó thật với anh em luôn là tôi chả ham hố gái gú gì cả. Tôi chỉ ham chơi game Free Fire thôi. Không biết là đây thì có bao nhiêu anh em giống như Kẹo nhở. Đậu xanh này. À đủ này. Làm sao hả? Úi dồi ôi làm sao, ngay gốc cây cả. Câu lựu lên luôn thằng này. Xem chú tuổi gì với anh này làm sao. Thế là bây giờ muốn cái gì hả này. Thêm quả lựu nữa lên này. À đù nó chạy. Nó chạy anh em ơi, nó chạy anh em ơi. Mày đùa với tao chắc mày chạy đâu. Chạy đâu Hải mày. Chạy này. Láo nháo pháo ăn xe với Kẹo à. Thích chạy đấy à. Easy luôn anh em ơi. Có được 3 kill trong cái trận đấu này rồi. Ngon lành cảnh đảo. À để mình qua mình lượm sao nó coi. Ui có thêm cả ba lô nữa. Ngon dã man nhỉ anh em. Công nhận là phê phim đấy. Ok ok. Nói chung là dăm ba cái thằng rơm rơm này. Chúng nó nghĩ chúng nó là ai mà ăn được Kẹo hả. Ăn Kẹo là hơi bị khó đấy nha anh em. Ok này, có thêm được quả bóng keo này. Vậy là không lo bị cho nó bắn úp bất ngờ rồi nha anh em ơi. Có bóng keo thì còn lo gì nữa hả. Vâng. Như vậy là full cây luôn anh em ơi. Full cây máu 200 trên 200 máu này. Và chúng ta anh em ơi từ từ. À có một cái chảo này. Ngon lành nhở. Có chảo thì phê rồi. À mình đổi qua cái cây UMP. Cơ bản là shotgun mình bắn ngu vãi ra anh em ơi. Thế nên là chơi UMP, chơi tiểu liên thì mình bắn nó ok hơn. Đó đơn giản chỉ là như vậy thôi. Vừa vứt cái đạn shotgun ra ngoài để tiết kiệm cái không gian. Đấy, mình có chơi súng shotgun đâu. Và như anh em theo dõi trên kênh của Kẹo nhiều, nó thật là Kẹo bắn shotgun thì cứ phải gọi là mù mắt luôn anh em ơi. Nhỏ keo 52 luôn. Rồi nha, combo nói chung là khá là ổn. Khi mà lúc này thì Kẹo đã có được một cây Scar nhá. EOMP lát thì đổi qua cây MP40 là chuẩn bài top 1 luôn nha mọi người. À, chúng ta thừa một cái ống ngắm hả.
Thề luôn, UMP thì mình không có xài nên là thôi vứt anh em đi. Lượm tạm cây P90. Cơ bản là P90 thì nó nhiều đạn hơn, với lại thì bắn chuẩn xác hơn UMP. UMP được mỗi cái như là anh em mà vứt đầu thì bắn headshot nó sẽ dễ hơn chẳng hạn này. Với lại thì UMP thì cái sát thương của nó to hơn. Đấy, sát thương của nó cao hơn anh em. Nhưng mà thôi, kẹo bắn gà lắm, không biết vứt tâm như anh em đâu. Vứt tâm kéo tâm cái gì đó đâu. Nói thật với anh em luôn, dạo này chơi game toàn cao thủ. Kiểu như là anh em gặp thằng nào đấy vào, anh em vừa nhảy ra cái vỡ đầu luôn thể. Công nhận là anh em chơi kinh dã man. Có mỗi kẹo là chơi game càng ngày càng gà đi. Thề luôn, đang yên ổn chơi game anh em ơi, chúng nó gái toàn thả thính tôi không. Sáng ra mới đứa nào xa hàng rê em thích anh, giờ lại thêm con này nữa. Thật ra thì con này nó là em gái mưa anh em ơi, đâm ra là thi thoảng nó gọi điện thả thính mình chơi chơi vậy. Đồ ngọt đúng không? Ok luôn. Lát đưa nó đi ăn đồ ngọt, thế là xong, easy phải không nào mọi người? Lên trên cá nhở. Nào, để xem đi kiếm người nữa anh em ơi. Vậy là còn 20 người chơi nữa à? Ok. Let's go nào. Có lẽ là tầm này thì mình nghĩ là mình sẽ lượn lờ quanh cái khu này coi. Mới chỉ có được 3 kill thôi, số kill hơi bị gọi là hơi bị ít anh em ơi. Nên là ngày hôm nay thì vẫn là mục tiêu như thường lệ, cứ xem như nào, cố gắng tầm khoảng chục kill top 1 nha anh em ơi. Chứ kẹo là kẹo, cũng chẳng cần nhiều hơn để làm cái gì cả đâu. Chục kill top 1 thôi nha anh em. Let's go nào. Mình sẽ qua phía này coi. Bây giờ là anh em sẽ cùng kẹo chúng ta lên cổng chờ nha mọi người. Lên luôn. Đấy, lung linh là lên luôn. Sao phải ngại bố con thằng nào nhỉ? Đang còn tận 17 người chơi nữa cơ. Rất là đông người chơi luôn mọi người ơi. Nào, trên này có ai không? Có được một cái con xe mà tôi chắc vào đây. À đù này, có người này. Làm sao? Úi dồi ôi, làm sao? Chạy đâu hả? Nãy là anh thử lòng chú thôi. Mình nhìn thấy nó rồi nhưng mà mình chưa bắn vội. Xem là nó có thấy mình không này. Và nó lên bảng đếm số luôn. Úi dồi ôi, khủng long cầu vồng cả. Khủng long 7 màu thì cho lên bảng đếm số luôn. Thích lòe loẹt hả em ơi? Đứa nào thích lòe loẹt là cho nó lên bảng đếm số luôn. Thế thì chúng nó mới sợ anh em. Ok nè. Từ từ anh em. Đứa nào phía trước vậy? Chắc là mình sẽ qua đây cái. Ok. Qua tạm đây cái anh em ơi. Qua đây rồi là chúng ta sẽ quần máu, xong là ngồi canh địch luôn nha mọi người. Chứ ngoài kia nó trống trải quá. Ở ngoài kia thì sợ bị cho nó gọi là bắn cho SML. Thế nên là vào trong là chuẩn rồi. Cái kìa, thế nào? Đi xe quân đội xanh là cây thế kia. Úi dồi, đi đâu vậy hả em ơi? Đi chợ à? Đi đâu vậy hả? À, chú đứng lại ngay cho anh. Lào nháo pháo ăn xe à? Làm sao? Đứng lại ngay cho anh, thế kia đâu? À đi rồi. Úi dồi, quân hồng này. Tính dựng bom keo hả? Xe đang để ngay đấy thì dựng bom keo thế nào? À vãi trưởng. Chỗ kia anh em ơi. Ngay căn nhà phía trước mặt có là một đứa sau tảng đá. À đủ, hơi căng. Pha này hơi căng anh em ơi, bình tĩnh. Quần máu đã. Làm gì mà căng thẳng với nhau vậy? Uầy, từ từ thôi nha bạn ơi. Nào. Xem là nó làm gì nổi mình nào anh em. Thằng rơm rơm kia. Uầy, nó lại phi xe lên trên à? Phi xe lên trên làm gì đấy hả em? Nào ní. Lại còn kiểu như là khoe xe à? À khoe xe chạy vòng tròn cơ. Đậu xanh thật kia. Mày đứng lại ngay cho anh này. À đủ, chú thích khoe xe cơ. Nào làm sao? Chạy đâu? Muốn cái gì hả? À đủ. Ơ, nó bị lag hả anh em? À không, phải cả nồi, cái này là mình bị lag anh em ơi. Không phải là nó bị lag. Thôi xong rồi, hỏng hết cả bánh kẹo anh em. Chẳng hiểu sao mạng mẽo tầm này. Hình như là hôm nay như nào chứ anh em. Quần què. Hay là quên chưa đóng tiền mạng internet nha anh em. Thế. Thôi xong rồi. Cái kiểu này là chắc là thôi anh em ơi. Kiểu này chắc là out game thôi. Chứ còn chơi gì nữa hả? Bắn bắt đầu được mấy cái này. Ngứa mắt thế nhỉ anh em. Đậu xanh này, đam 87 luôn. Anh lại sợ chú quá cơ. Thôi thì bây giờ ra trêu một tí anh em. Đằng nào thì game kiểu này, nếu như mà kết nối lại thì khả năng cao là cũng đã xanh mộ rồi. Đây, cho chú quả lựu này. Ngồi đây và tận hưởng đi em ơi. Cho chú ăn lựu đạn nhá. Anh em ơi, lựu đạn vô cực này. Cho nó ăn no lựu đạn luôn này. Ăn no lựu đạn đi em ơi, làm sao hả? Úi dồi ôi này. Ở đấy, out game mất tiêu luôn anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.